chánh định như như bất động. Phật ba thân nhân thế vô tìm, trăm ngàn muôn kiếp đau điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Nam mô Phật
về giáo pháp, về chúng tăng, đạo hay là phương pháp giảng dạy của Thế Tôn. Thời này các tỷ kheo, các ngươi hãy hỏi đi, sao chớ hối tiếc. Có nghĩa là những quý vị nào còn nghi ngờ cái điều gì về Phật, về pháp và về chúng tăng thì bây giờ hãy hỏi đi, rồi sau này sau khi Như Lai diệt độ rồi chớ có hối tiếc điều đó. Bậc đạo sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt để hỏi Đức Thế Tôn thì điều đó sau này chúng ta cũng mời. Khi được nói như vậy, các tỷ kheo ấy im lặng một lần, rồi lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Đức Thế Tôn nói với các tỷ kheo: này các tỷ kheo, nếu có một vị tỷ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì về Đức Thế Tôn, về những lời dạy của Thế Tôn và về sự sinh hoạt của chúng tăng, thì dù rằng đạo hay là một phương pháp nào đó còn nghi ngờ, còn thắc mắc, thời này các tỷ kheo, các người hãy hỏi đi, sau này chớ có hối tiếc. Vì bậc đạo sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta không chịu tạng mặt của Đức Thế Tôn mà hỏi. Lần thứ ba các tỷ kheo vẫn yên lặng. Rồi Thế Tôn nói với các tỷ kheo: này các tỷ kheo, nếu có vị nào vì lòng kính trọng bậc đạo sư mà không hỏi, thời này các tỷ kheo, giữa bạn đồng tôn hãy hỏi lẫn nhau. Nghĩa là trước thầy quý vị không hỏi thì quý vị hãy hỏi lẫn nhau, người này hỏi với người kia. Khi được nói như vậy, những vị tỷ kheo ấy giữ im lặng. Im lặng nó có ba tình huống. Thứ nhất đó, là vì tôn trọng bậc đạo sư. Thứ hai thì không biết gì để hỏi. Và thứ ba nữa đó, là bởi vì lười biếng cho nên thôi để cho thầy dạy cho lẹ rồi nghĩ, sợ phiền đến người khác. Mình hỏi á, người khác người ta không thích học á, người ta phiền, do thầy dạy cho nên phải ráng ngồi đó nghe thôi, chứ là không có muốn nghe. Vì vậy do điều thứ ba là cái điều phá vỡ mất cái hạt giống Bồ Đề này. Gần Phật, gần thầy là để cố gắng lo học hỏi. Vì việc học của mình không phải lúc nào cũng có thầy bên cạnh mình, mà cũng không phải dễ có lúc để mình hỏi. Do vậy cho nên là không nên để thời gian uổng phí. Khi có thầy, điều gì không biết thì cần phải hỏi. Cái ghế đó mà không ngồi thì rinh ra ngoài. Tại sao ghế để trước mặt và làm sao thế? Có ngồi đi ra phía sau ngồi, chứ không có ngồi ngay chỗ đó. Sư Thái cũng vậy, nếu ngồi thì ngồi ở phía sau, không ngồi trước người khác. Nếu ngồi ghế thì không ngồi trên người khác. Nếu ngồi dưới đất thì phải ngồi phía trước. Ngồi ghế thì phải ra ngồi phía sau. Rồi Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thai, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai, bạch Thế Tôn. Sư Thái ra phía sau cô ấy kìa. Cô An. Còn các vị kia nếu không thì lấy cái ghế dựa lên ngồi, không nên ngồi cái chỗ dựa đó. Nên lốt lấy cái ghế dựa ra phía sau ngồi chỗ ngay thẳng đàng hoàng. Nhớ là phải tôn trọng pháp nha con, chứ đừng vì sự giải đãi. Lấy cái ghế dựa ra đây ngồi cho ngay thẳng đàng hoàng, cho ngay hàng thẳng lối đàng hoàng. Ở dưới chưa đi ngồi cho ngay hàng thẳng lối đàng hoàng đi, cho bụi coi con. Không phải muốn ngồi đâu thì ngồi. Mình ngồi còn có chư thiên rồi, ta ngồi ta nghe pháp với mình nữa. Còn có những cái thế giới khác thì ta còn ngồi với mình nữa. Chứ không ta sanh ra thì mình bị tổn thương. Không nên vì giải đãi mà ngồi, phải vì tôn trọng pháp mà ngồi. Cái đó sư phụ dạy tại đạo tràng này, mai này đi đâu cũng vậy, nếu không phải chỗ thì không được ngồi. Không vì giải đãi mà ngồi, phải ngồi cho ngay ngắn, ngăn nắp, thẳng thớm, để nhìn cái đẹp chung của đại chúng. Bên đây nè, cũng phải
phải coi lại vị trí của mình, coi trước, coi sau, coi hai bên. Khi mình ngồi cũng như thế, không phải chỉ mình biết là mình vô mình đặt xuống mình ngồi mà chẳng coi bên trái bên phải, trước và sau mà. Cho rằng có sư phụ hay không có sư phụ, hay ở đây câu mình đang học đây, giờ rằng có Thế Tôn hay không có Thế Tôn, những điều Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải vâng giữ, chứ không phải có Thế Tôn chúng ta mới như vậy, còn không có Thế Tôn chúng ta không như vậy. Hay là có Thầy mình mới như vậy, còn không có Thầy mình không như vậy. Nghĩa là cái đẹp đó là cái đẹp không phải là chỉ ở nơi mà có Thầy, có Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì pháp và luật của Đức Phật dạy, nghĩa là Đức Thế Tôn còn tại thế rồi đó. Những gì mà sư phụ dạy khi sư phụ không có ở chùa, quý vị cũng y như pháp và luật đó mà hành. Rồi Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay. Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay. Bạch Thế Tôn, con tin rằng trong chúng tỷ kheo này không có một vị tỷ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Đức Phật, đối với giáo pháp và đối với chúng tăng. Đạo hay là một phương pháp. Này A Nan, ngươi có tín nhiệm nên nói như vậy. Nhưng ở đây này A Nan, Như Lai biết rằng trong chúng tỷ kheo này không có một tỷ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật pháp tăng. Đạo hay phương pháp. Này A Nan, có 500 tỷ kheo này, tỷ kheo thấp nhất đã chứng được quả dự lưu, không còn đọa lạc, chắc chắn hướng đến chánh giác. Nghĩa là trong chúng của đệ tử Đức Phật đó, thì đã có cái người thấp nhất đó, là chứng quả dự lưu rồi. Sao sư phụ đọc tới đây, đại chúng có thấy rằng đoạn này chúng ta đã học rồi chưa? Phần này có phải là chú lặp lại không? Đoạn này sư phụ đã đọc rồi, đại chúng đã cùng nhau học rồi, hãy nên lưu tâm. Không biết là nó có lặp lại hay không, chứ đoạn này chúng ta đã học rồi, khéo coi chừng chúng ta lại học tiếp trở lại. Và Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi, các pháp chủ vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Học rồi. Đó là lời cuối cùng của Như Lai. Rồi Thế Tôn nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền. Đoạn này chúng ta đã học rồi. Rồi, như vậy thì hồi nãy giờ đọc lại, nhắc lại bài trước chúng ta đã học rồi. Rồi, những bài này chúng ta đã học rồi. Hồi nãy giờ nhắc lại, thì nhắc được một đoạn sư phụ thấy là việc của chúng ta đã học rồi, đã chia xá lợi rồi. Rồi, sư phụ sẽ dạy kế tiếp. Thì chúng ta cùng nhau học bài kế tiếp thôi. Cái này là đến lúc chia xá lợi rồi. Phải không nào? Cho nên là phần thứ 6 thì chúng ta đã học rồi. Như vậy, phần Kinh Đại Bát Niết Bàn ở đây chỉ có phần 6. Như vậy hết Kinh Đại Bát Niết Bàn rồi. Chú Khai còn bản kinh nào tiếp theo không con? Rồi còn thì đem ra, phần này đã học rồi. Trước khi sư phụ ra cùng với đại chúng học, thì cái nào học rồi thì chúng ta bấm sơ qua để cùng nhau góp ý. Thì việc đó chú cũng nhiều việc quá, thì đại chúng cũng phải cùng nhau nhắc nhở, cùng nhau sắp tấn tu học, chứ có nên giải đãi trong việc học mà không tự lo. Đúng ra là không có sư phụ thì đại chúng vẫn phải cố gắng đem ra học để bàn, để thảo luận với nhau. Rồi cái nào không biết khi sư phụ về đại chúng hỏi, vì thời gian sư phụ không có nhiều cho đại chúng. Mà đại chúng không tinh tấn thì có sư phụ hay không có sư phụ, đại chúng cũng đều sẽ trở thành cái người lỗ lã, thiệt thòi, mất mát trong cuộc sống này. Vì đời này nó không có dài. Chúng ta nay còn mai mất, chúng ta phải hiểu được quy luật vô thường như vậy. Chúng ta phải phát huy cái tình thương, bởi vì trong ta nó thiếu tình thương cho nên đạo của ta nó không trưởng dưỡng được. Đạo của ta là đạo từ bi, ta học với đấng đại từ bi. Nếu chúng ta là người không có giác ngộ, tự mình không tự ý thức được việc giác ngộ, thì đạo của ta khó mà thành được.
Chúng ta thành đạo là ở chỗ nào? Chúng ta thành đạo ở chỗ lòng từ bi của ta. Nghe là người nào khai thác được lòng từ bi của mình nhiều, người đó có một sức mạnh vĩ đại. Sức mạnh này do lòng từ bi mà sanh ra. Việc thứ hai nữa, gần đây sư phụ có nghiên cứu và đọc và thấy rất là hay, nó hợp lý với giáo pháp của Như Lai. Đó là người nào có tình thương, người nào có một cái động lực từ bên trong, một nguồn năng lượng lớn. Nguồn năng lượng đó nó kích thích các tế bào trong cơ thể chiến thắng được các bệnh, mà nhất là bệnh ung thư. Với tâm từ bi lớn, tế bào ung thư không có mặt. Nghĩa là các tế bào bên trong của mình nó lớn hơn con số 2000 lần. Nghĩa là cái tế bào ung thư là tế bào giải đãi lười biếng. Cái tế bào ung thư nó có mặt là nó có mặt trong một con người chán nản, lười biếng. Chứ không phải là cái tế bào ung thư nó có mặt ở một con người tinh tấn, mà tế bào ung thư nó có mặt ở một con người lười biếng, giải đãi. Vì vậy cho nên nếu chúng ta là người đệ tử Phật thì chúng ta có khả năng không miễn nhiễm bệnh ung thư. Là bởi vì khi con người chúng ta thường buồn phiền, thường ảo não, thường bi quan, tế bào ung thư có mặt. Nếu chúng ta phát huy tình thương, chúng ta phát huy sự nỗ lực tinh tấn, sự hy sinh lớn, tế bào ung thư không có mặt. Điều này nó có thể phù hợp với giáo pháp của Phật, nhưng mà còn có thể tin được bao nhiêu phần trăm, chúng ta còn phải đi vào cái kiểm nghiệm theo thời gian. Nhưng có thể nói là chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó nó thích hợp. Bởi vì chúng ta thấy rõ những người mà xả thân ra lo lắng cho người khác, người này ít có bệnh lắm. Vì suốt ngày họ nghĩ tới người khác, họ quên cái bản thân họ, cho nên bệnh nó mất rồi. Đức Thế Tôn quên cả bản thân mình, cho nên cái thân của Ngài nó còn bộ da bộ xương, nhưng mà Ngài vẫn không có quan tâm đến nó. Nghĩa là Ngài nghĩ làm sao để tìm con đường giải thoát, cho nên cái mục đích của Ngài nó đã đặt trước. Còn có người cái thân to lắm nhưng mà óc như trái nho, không phải đặt cái suy tư con đường giải thoát, cái sự hy sinh, nhưng mà người thì vì bản thân của mình cho nên có khi mình không có đạt được cái khả năng đó. Rồi thường khi bệnh tật đó, nó nổi lên, thì cái này đại chúng để ý ha. Thì chúng ta tiếp tục cùng nhau học bài kinh thanh tịnh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú giữa dòng tộc Thích Ca trong vườn sồi của một gia đình Thích Ca tên là Tedana. Lúc bấy giờ Nigantha Nathabutta vừa mới tạ thế ở Bapa. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn hại với nhau với binh khí bằng miệng. Có nghĩa là cãi vã đó là loại binh khí bằng miệng. Ngươi không biết pháp và luật này, ta biết pháp và luật này. Sao ngươi có thể biết pháp và luật này? Ngươi theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói của ta tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi nói trước. Nghĩa là có những cái chúng ta nên nói bây giờ, có những cái từ từ hãy nói. Vì sao vậy? Vì có những điều không cần nói bây giờ, cái đó nên nói sau chứ không phải nói trước. Có người thì cái điều đáng nói trước thì không chịu nói, đáng ra là nhắc nhở người ta để cho đừng có bị phạm vào những cái điều đó đáng tiếc xảy ra thì không nói, đợi cái việc đó xong rồi mới nói. Hầu đó tôi định nói rồi, vậy thì cái điều đáng nói trước thì lại đi nói sau. Nghĩa là tâm xấu hay tốt? Xấu. Để cho cái hậu quả người ta nó đau khổ, lúc đó mình mới nói tôi định nói rồi, trước đây tôi định nói rồi nhưng mà tôi để coi sao. Có nghĩa là điều đáng nói trước đó, thì không chịu nói, để sau khi sự gì nó xảy ra rồi mới nói là người xấu.
Còn điều đáng nói sao mà đi nói trước, nghĩa là gì? Nghĩa là để trưởng dưỡng một con người, chúng ta nhắc nhở họ một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Những điều đáng nói trước tôi đã nói trước, những điều nói sao tôi sẽ nói sao. Nghĩa là gì? Tôi nhắc nhở đã hết rồi thì lúc này việc của anh đã đến lúc không còn nói nữa. Nghĩa là việc nói sao tôi đã nói sao, anh đến đây là tập cuối. Nghĩa là việc nói trước tôi đã nói trước chưa? Nói rồi. Cho nên bây giờ tới cái việc nói sao là tôi đáng để nói sao này. Đấy. Rồi quý vị cùng nói với thầy cái điều này, nhớ và ghi vào luôn. Bữa nay không thấy ít thấy người cầm sổ như ghi nha. Rồi quý vị cùng ghi với thầy. Người có tâm từ bi không có hận thù. Suy nghĩ cho nó rộng ra ha. Rồi rút lại cho nó ngắn lại chút. Trong tâm có từ bi, không có hận thù. Nghĩa là trong tâm chúng ta nó chỉ có hận từ bi thôi, thì không bao giờ có quan gia trái chủ, không bao giờ có hận thù hiềm khích ganh ghét. Rồi câu thứ hai, trong tâm có trí tuệ, không có phiền não. Vậy là trong tâm chúng ta lúc nào cũng có trí tuệ hết, thì phiền não nó không có. Trí tuệ là ánh sáng, mà ánh sáng thì không bao giờ có bóng tối của phiền não, của bóng ma. Như vậy người nào mà nói tôi không biết, vậy là trong tâm có trí tuệ không? Mình chỉ cần nói mình không biết cái đó, nghĩa là mình đang chấp nhận mình ngu. Còn mình không biết mình cứ đi học là được. Tại vì mình không biết nghĩa là mình đang rối, mình đang phiền não xảy ra. Tại sao cái này mình không biết? Nghĩa là mình rối, phiền não xảy ra. Mình không biết, mình học mình sẽ biết thôi. Vậy là học là trí tuệ, không học là vô minh. Vậy ha. Hiền giả là cho tôi cái quạt như của nãy. Như vậy thì chúng ta biết rằng trong tâm chúng ta có từ bi thì chúng ta sẽ không có gì. Trong tâm có từ bi thì không có gì, thì không có ác thù. Trong tâm có từ bi thì không có ác thù, không có hiềm hận, không có chỉ trích. Trong tâm có từ bi. Rồi tiếp, trong tâm có trí tuệ. Trong tâm có trí tuệ thì sao? À, không có phiền não, không có vô minh. Như vậy thì mình hiểu là khi mình có từ bi thì lúc đó mình không có oan gia trái chủ hay quán thù hiềm hận. Điều ngươi quan niệm trình bày hãy bị đã bị đảo lộn. Cái điều mà ngươi quan niệm á, vậy là ngươi suy nghĩ đúng không? Cái điều mà ngươi suy nghĩ á, nó đã đảo lộn. Quan điểm của ngươi đã bị thách đố, ngươi đã bị đánh bại. Nghĩa là gì? Người ta cứ muốn nói người khác nói lộn rồi, cho nên gọi là cãi lộn. Điều mà ngươi quan niệm có nghĩa là ngươi nghĩ và ngươi trình bày ra, ngươi nói ra đó, thì nó bị đảo lộn rồi. Rồi bắt đầu viết tiếp hai câu nè. Viết tiếp hai câu và học thuộc nha. Điều ta chưa nói, ta làm chủ nó. Điều ta đã nói, nó làm chủ ta. Cái điều mà mình chưa nói á, thì mình làm chủ cái lời nói. Nhưng mà cái điều mà mình nói rồi đó, thì cái lời nói nó làm chủ mình. Cho nên cái này rất thận trọng trong lời nói. Cái điều mà mình chưa nói đó, thì mình còn làm chủ nó được. Nhưng mà cái điều đó mình nói ra rồi á, thì lúc này nó làm chủ mình, chứ mình không còn làm chủ nó nữa. Cho nên đừng có vội vàng
đừng có nóng nảy, đừng có si mê, đừng có vì bản ngã của mình mà muốn nói gì nữa. Khi mình còn vô minh, khi mình còn chưa hiểu biết, hãy ráng cố gắng học, khoan vội, thích nói. Mà nếu khi chúng ta thấy cái điều chúng ta nói và chúng ta chịu trách nhiệm với lời nói của mình và chúng ta làm chủ với lời nói đó, thì lúc đó hãy nên nói, chứ không phải cái gì cũng nói, đụng cái gì cũng nói. Khi ta chưa nói thì nó còn, ta còn làm chủ nó còn là đứa con trong bụng của ta. Nhưng mà khi ta nói nó ra rồi á, thì bắt đầu cái lời nói đó nó là chủ ta, nó cột ta, nó trói ta, nó siết ta, nó làm cho ta ân hận. Và có những lời nói đưa người ta lên vinh quang, có những lời nói đưa người ta đến khổ sai, đau khổ nhiều kiếp. Cho nên việc học khá là quan trọng để cho một con người trưởng thành và thấy rằng cái gì nên nói và cái gì không nên nói, cái gì nên nói trước, cái gì nên nói sau, cái gì đáng nói trước và cái gì đáng để nói sau. Như vậy quan điểm của ngươi đã bị thách đố, chớ có nên lấy cái từ thách đố đó để giết hại cái tâm bồ đề của mình, chớ lấy cái thách đố đó để làm tổn thương cái trí tuệ của mình. Nghĩa là cái sự thách đố đó nó đã làm nhục chí mình, ngươi đã bị đánh bại. Nghĩa là thách thức lẫn nhau, tranh cãi lẫn nhau, hiềm khích nhau, đả thương nhau, dẫm đạp lên nhau. Hãy đi giải tỏ quan điểm của ngươi, hãy tự thoát khỏi cái bế tắc nếu ngươi có thể làm được. Có nghĩa là thoát khỏi bế tắc, vậy là tự thoát khỏi bế tắc hay ai làm cho mình thoát khỏi bế tắc? Tự mình. Vậy là mình buồn ngủ, vậy là tự mình làm cho nó thoát cái cõi buồn ngủ, hay là ai đó làm cho mình thoát khỏi cõi buồn ngủ? Lười biếng là tự mình thoát khỏi nó, hay ai làm cho mình thoát khỏi cái lười biếng? Tự mình thoát. Như vậy cái bế tắc ở trong mình là do đâu? Do mình thiếu tình thương, do mình thiếu cái sự cố gắng học hỏi. Cho nên cái việc học nói với mình khó lắm, không ai ép mình được cả. Vì cái tâm mình vốn dĩ nó đã bế tắc, nó lười biếng, nó giải đãi, nó không tự giác, nó thiếu ý thức tự giác, cho nên nó không tự thoát khỏi bế tắc. Vậy là bế tắc là do đâu? Bế tắc là do chúng ta thiếu hai yếu tố quan trọng, đó là từ bi và trí tuệ. Vì ta có từ bi là không có cái ngõ nào bế tắc cả. Một sự hy sinh lớn là người ta sẵn sàng bỏ hết tất cả thì không hề có cái bế tắc. Nhưng khi người ta thiếu từ bi là cuộc đời này bế tắc đối với họ. Nhớ, người không có trí tuệ thì cuộc đời này sẽ bế tắc, còn người có trí tuệ sẽ không bao giờ có bế tắc, vì không có cái gì ngăn lối của người có trí tuệ được. Hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu ngươi có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nigantha, Natabota muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha, Natabota cũng chán ngấy, cơ hiềm và phản đối các vị Nigantha, vì pháp luật của họ đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Tháp y chỉ là bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ, nghĩa là không có chỗ nương tựa. Những cái điều mà gọi là vững chãi, gọi là tháp, cái chỗ y cứ, chỗ để nương tựa đó, nó đã bị đổ vỡ. Như vậy thì những lời của Đức Phật dạy, chúng ta nương vào đó mà bài kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Thế Tôn đã nói là các ông hãy tự thắp đuốc lên mà đi, các ông hãy lấy pháp và luật làm thầy, hãy nương tựa vào pháp và luật, chớ nương tựa bất cứ một ai khác. Nghĩa là Đức Thế Tôn không có biểu nương tựa bất cứ một chư tăng nào, vì chư tăng nào cũng nương như pháp và luật mà tu.
Như vậy thì tất cả chúng ta đều nương pháp và luật. Nhưng do quý vị chưa hiểu pháp và luật, cho nên thầy mới nương nơi các bài kinh này phân tích giảng dạy để đại chúng hiểu được pháp và luật. Như vậy dầu rằng có thầy để nương để dạy hay không có thầy để nương dạy, quý vị cũng phải cố gắng học và ngồi thiền tư duy, hay là phải có thầy quý vị mới tu, còn không thầy quý vị không hành. Quý vị trả lời coi, không có thầy quý vị có hành không? Có. Tại vì tất cả chúng ta đều nương vào pháp và luật, có ai mà nương ai không? Không, chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi. Vậy cái đuốc đó là cái gì? Cái đuốc đó chính là pháp và luật của Đức Phật dạy. Mà bây giờ chúng ta không nương pháp và luật thì chúng ta nương ai? Không nương bất cứ một vị nào. Cho nên không có vị nào gọi là đúng cả. Vị nào cũng nương pháp và luật, mà căn cơ của chúng ta thì khác nhau. Cho nên chúng ta có bậc đạo sư đó là Phật. Vậy thì Phật nói pháp. Ngày nay tất cả chúng ta học giáo pháp, mà Chư Tăng là người học giáo pháp và quần truyền giáo pháp. Như vậy thì giờ thầy có chức năng là truyền giáo pháp. Vậy thì thầy truyền giáo pháp cho các vị thôi. Chứ còn cái việc các vị phải tự thắp đuốc lên mà đi, nghĩa là tất cả mọi người phải tự nhận định ra cái điều Phật dạy, có đúng không? Chứ không phải là do thầy. Không có đổ thừa ai, không có nhắm vào tại sao cái thầy kia tu thế này, tại sao thầy kia tu thế nọ, tại sao cô kia tu vậy, tại sao cô nọ tu nọ. Vấn đề quan trọng là bạn nhận thức như thế nào về giáo pháp, để bạn tu như thế nào. Vì bạn tu cho bạn chứ không phải tu cho tôi. Còn tôi, cái nhận định của tôi như vậy cho nên tôi tu như vậy. Chúng ta nhắc nhở lẫn nhau trong những điều Phật dạy. Những cái gì nên nhắc trước, hãy nên nói trước. Những cái gì nên nhắc sau, hãy nên nói sau. Rồi Sa-di-cun-đa sau khi như an cư mùa mưa ở Pava, đến thăm tôn giả A-nan ở Samagama. Sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ tôn giả A-nan và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Sa-di-cun-đa bạch tôn giả A-nan, bạch tôn giả A-nan Nigata Nataputta đã từ trần và ở Pava. Sau khi vị này tạ thế, các Niganta chia ra làm hai phẳng. Tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Khi nghe nói vậy, tôn giả A Nan nói với Sa-di-cun-đa: này hiền giả Cun-đa, đây là vấn đề đáng đưa ra để ý kiến Đức Thế Tôn. Này hiền giả Cun-đa, chúng ta hãy đi ý kiến Đức Thế Tôn, sau khi đến xong chúng ta hãy trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. Bạch tôn giả: vâng. Sa-di-cun-đa vâng lời tôn giả A Nan. Như vậy thì cái sự kiện là lúc Thế Tôn còn tại thế, đúng không? Chúng ta học là học bài kinh Niết Bàn trước, nhưng mà lúc này Đức Thế Tôn còn tại thế thôi nè, học bài kinh Thanh Tịnh này. Rồi tôn giả Ananda cùng với Sa-di-cun-đa đi đến ý kiến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn thì ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda và Thế Tôn, và Thế Tôn Sa-di-cun-đa có nói: Niganta Nataputta đã từ trần ở Pava. Sau khi vị này từ trần, các vị Niganta chia ra làm hai phái, tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Này Cun-đa, như vậy ở đây pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh giác kiên thiết. Như vậy quý vị cùng nói với thầy: pháp và luật có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh. Như vậy thì pháp và luật mà nếu nó có hiệu năng, có nghĩa là nó hướng dẫn người ta mà hướng đến đâu? An tịnh. Như vậy cái người nào mà không hướng đến an tịnh như vậy có phải lời của Phật không? Không. Như vậy thì cái pháp kia nó vụng về, nó không có hiệu năng. Như vậy cái pháp nào có hiệu năng thì phải do một vị chánh đẳng giác kiên thiết. Mà hiệu năng của pháp và luật là đưa đến an tịnh, phải không? Này Cun-đa, ở đây có vị đạo sư không phải là chánh đẳng giác. Có pháp và luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác kiên thiết. Và người đệ tử trong pháp này không thành tựu và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh,
không sống đúng tùy pháp. Vậy thì sống đúng chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sống vượt ngoài pháp, ba cái nha. Vậy là chúng ta thấy là sống đúng chánh hạnh có nghĩa là chúng ta sống chân chánh với cuộc đời thanh tịnh, an lạc. Kết hợp thanh tịnh, an lạc là cái pháp và lực đó đưa đến an tịnh, đúng không? Rồi sống tùy pháp có nghĩa là cuộc đời này nó không phải như là như mình nghĩ. Cái gì nó đến thì mình phải tùy nó, nhưng mình vẫn sống thanh tịnh, an lạc, đúng không? Cái đó gọi là sống tùy pháp. Sống vượt ngoài pháp. Vượt ngoài pháp có nghĩa là gì? Pháp của Phật là dạy có đối tượng, nhưng mà mình sống vượt ngoài pháp nghĩa là bản thân mình hiểu rõ giáo pháp để mình sống trọn vẹn với pháp, mà pháp chỉ đến đó thôi. Cho nên Đức Thế Tông nói những gì ta nói như lá ở trong tay, mà những gì ta muốn nói như lá ở trong rừng. Nghĩa là những gì Đức Thế Tông nhắc nhở để dạy cho chúng ta đến cái chỗ an tịnh là lớn hay nhỏ? Lớn. Nhưng mà những gì Đức Thế Tông nói để chúng ta học được nhỏ hay lớn? Nhỏ. Cho nên chúng ta phải sống ngoài pháp. Ngoài pháp nhưng mà không phải là sai cái định hướng dẫn đến chỗ an tịnh. Đại chúng hiểu không ạ? Nghĩa là cái giáo pháp của Như Lai thì có giới hạn, và được truyền thừa lại thì có giới hạn. Nhưng mà chúng ta sống, cái tâm của cái người độ lượng đó, nó vượt ngoài pháp luôn, gọi là không thể nghĩ bàn. Người đệ tử ấy cần được nói như sau: này hiền giả, thật là lợi ích cho ngươi, thật là khéo chứng đắc cho ngươi. Đạo sư của ngươi không phải là vị chánh đẳng giác, pháp của ngươi đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiểu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị pháp, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và ngươi trong pháp này không thành tựu và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, không sống đúng tùy pháp, vượt ra ngoài pháp. Này Kunda, như vậy ở đây vị đạo sư đáng quở trách, ở đây pháp đáng quở trách, nhưng ở đây đệ tử đáng tán thán. Này Kunda, với vị đệ tử như vậy nên nói như sau: này đại đức, dầu đại đức thực hành đúng như pháp vị đạo sư đã dạy và trình bày, có ai ai có suy tầm, ai có bị suy tầm? Chúng ta thấy có hai vấn đề: suy tầm và bị suy tầm. Ai có suy tầm rồi như thực mà tiến hành? Suy tầm có nghĩa là suy nghĩ, tìm ra vấn đề. Tất cả đều không có phước báo. Vì sao vậy? Vì pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiểu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tiên thiết. Ở cái đoạn này ý muốn nói rằng một cái vị đệ tử đáng tán thán là vì thấy rõ vấn đề, thấy rõ vấn đề đó nó không đúng chánh pháp, nó không phải là do một vị đạo sư mà chứng đắc. Cho nên vị thầy thì đáng quở trách, nhưng mà đệ tử thì lại đáng được đáng tán thán, đúng không? Cái dòng thứ tư từ dưới điểm lên, thấy không? Dòng thứ tư từ dưới điểm lên đó. Có nghĩa là ở đây pháp đáng quở trách, nhưng ở đây đệ tử thì đáng tán thán. Có nghĩa là cái người học trò có cái sự tư duy, suy tầm, thấy rõ vấn đề đó, cho nên không có theo, vì biết rõ pháp có dụng gì. Này anh em, ở đây vị đạo sư không là vị chánh đẳng giác, vậy mà có người biết rõ bà đó là bà tám mà cũng tin nữa, biết rõ bà đó bà đồng bà cốt mà cũng tin nữa. Cái đoạn này dạy là dạy như vậy đó. Biết rõ cái bà này là cái bà tào lao mà bà nói cái gì cũng sợ cũng tin. Còn cái người á là có tu có học, đem giáo pháp của Phật để giảng dạy, mà dạy hết pháp Phật chứ không phải dạy từ, không phải là chỉ chuyên về một món mà món khác không biết, vậy mà nói không nghe. Còn cái bà đó bà mang cái chuyện hàng xóm đầu đường xó chợ gì bà nói là sợ run cầm cập. Vậy thì điều đó đúng hay sai? Pháp và luật không phải là mình phải xét có cái vị nào nói, mình suy nghĩ cái việc đó là có nên thực hành theo hay không. Nhắc lại cái đoạn đó này, thấy không?
ai có suy tầm, ai có bị suy tầm, ai có suy tầm rồi, như vậy đó, như thực mà thi hành, tất cả những thứ đó đều không có phước báo. Vì sao vậy? Vì pháp và lực đó được trình bày và tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn. Như vậy mà giờ này có nhiều người vẫn sợ hãi với lời của bà bóng, bà lên đồng lên cốt, và thích đi coi bói, đi coi lá cây, coi bài, tướng số, rồi bắt đầu đã rồi cái chạy lên hỏi thầy, thầy ơi chuyện đó ra sao, đem thầy cân bằng với bà đồng, bà bóng. Tự nhiên gì của Phật tôi dạy á, thì không chịu học, tới chừng đem chuyện bà bóng đi hỏi tôi. Vậy á, là có nên giảng dạy hay là nên la rầy? Hả? Vậy mà la rầy nó cái nó nói thầy gì không từ bi vậy đó, ta hỏi không trả lời cứ chửi không. Vậy là chửi đó là từ bi chưa? Từ bi dữ lắm rồi cái chửi đó. Ngu cũng chừa chỗ, dạy thì không chịu học, mà đi đem cái chuyện bà bóng bà đồng gì đó rồi đem ra đây mà thưa mà hỏi. Thì cái chuyện đó là dành ra cái thời gian để đọc kinh, nghiên cứu giáo lý, rồi làm được những điều gì tốt thì lo mà làm, thì đâu có ai làm thay cho mình trong quy luật nhân quả. Không chịu, con mê tín rồi đó. Vì đạo sư không là vị chánh đẳng giác, và pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn đưa đến an tịnh, đó, cũng lum gì đó. Và vị đệ tử trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống theo chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp, chứ không có vượt ngoài pháp. Người này nên được nói như sau: này hiền giả, Phật không có lợi ích cho ngươi, Phật không khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi không là vị chánh đẳng giác, và pháp này được trình bày tuyên bố các cuộn bè, không hiểu nó dẫn, không hiểu nó tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Những người trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống theo chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp. Này Quân Đa, ở đây vị đạo sư đáng quở trách, ở đây pháp đáng quở trách, ở đây vị đệ tử cũng đáng quở trách luôn. Thầy, pháp và đệ tử đều quở trách luôn. Này Quân Đa, với vị đệ tử như vậy có ai nên nói như sao? Thật vậy đại đức, thành tựu theo chánh hạnh, tinh tấn trong chánh hạnh, người được khen như vậy lại càng tinh tấn hơn nữa, tất cả đều không được phước đức. Ở giờ này có nhiều người tu tầm bậy mà được khen lắm luôn, được tôn vinh và tán thán. Người tu tầm bậy này Quân Đa, vì pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Như vậy giờ tôi ta the xét rồi, giờ ta mới nói Bà La Môn, mà ta nói trong đạo của ta này. Có người vẫn mang là Phật nói thế này, Phật nói thế kia, Phật nói thế nọ, nhưng mà tất cả những điều Phật nói có đưa cho người ta đến được an vui thanh tịnh hay không, thì cái điều đó nó mới hỏi là đúng theo Phật hay không. Còn này hù người ta và làm cái này tội lớn luôn. Cái này là Đức Phật là phạm giới luật rồi, mà làm cái này là đọa luôn đó. Tôi nói thiệt rồi, nói cái kiểu đó là đúng hay sai? Đúng hay sai? Nó đúng pháp, nó nói sai. Bà nói chính là bà Tám. Bà nói tôi nói thiệt đấy, làm cái này là sai rồi, làm như thế này là phạm chế, chỉ có Đức Đạo đi tu thôi, rồi tôi chắc ăn luôn á. Nó làm như bảo là địa ngục dưới lên, ở đây nguyên cái bảng dưới lên. Cho nên á, mình không biết á, mà mình nói vậy là mình đưa cho người ta đến an tịnh, hay mình đưa người ta đến sợ hãi, lo âu, khổ đau. Cái nói gì nè, ở nhà không có tụng kinh đó được đâu nha. Nhà tụng kinh đó là nhà xào xáo rơm rạ, nhà hết tai này tới nạn kia rồi, chứ tao không dám tụng kinh. Nói vậy là đúng hay sai? Khùng điên cũng vừa thôi.
Nói cái này chỉ có người xuất gia mới tụng nghe. Ở tại gia tụng là nhà xào xáo lắm á. Nhà xào xáo là tại bắt mấy con sáo nó xào. Mấy con sáo mà nó không hót á, đem giật đậu nhổ lâu xào, cho nên nhà xào xáo. Chứ còn xào xáo là phải vào tụng kinh. Không có cái kinh nào Đức Phật dạy mà thực hành cái kinh đó mà đến khổ đau hết chứ. Hồi đó thì cũng có người hỏi thầy cái vụ đó. Thầy ơi, cái nhà con tụng kinh Pháp Hoa được không? Cái hồi nhỏ thì cũng chưa biết. Cái thầy nói như này, thầy nghe đồn đó, tụng kinh Pháp Hoa là kinh đại thừa. Mình tụng xong ở nhà mình có mấy heo, cái nó nghe cái kinh Pháp Hoa nó siêu. Nghĩa là mình nuôi heo mà tụng kinh là thế nào, heo chết. Mà mình nuôi gà là gà nó từ từ nó chết. Nghĩa là mình tụng kinh Pháp Hoa là cái con vật nó chuyển kiếp cho nên nó chết. Cho nên nếu như mà cô nào mà tinh tấn tụng kinh Pháp Hoa đó mà ông chồng ông quậy thế nào cũng chết. Tại vì ông chuyển nghiệp. Thấy không? Cho nên chùa này tụng kinh Pháp Hoa đi, để người nào mà không tu thế nào nó cũng chết. Thấy không? Thế nó không chịu tu là trước sau mình chết. Tại vì cái giờ ngủ á, chưa nó ngủ nó không ngủ. Lát vô coi rùi chứ ngủ khó lắm luôn, quậy tới khuya nó ngủ. Là tới giờ học á, nó ngồi nó ngủ. Là tụng kinh Pháp Hoa, chào nó chết. Thấy sao? Mà tại vì nó có tu không? Quậy không mà. Cho nên cái điều đó là nó chuyển nghiệp thôi. Chứ còn mình tu thì cái người nào mà người ta không có, người ta có nghiệp thì cho người ta chuyển đi, chứ mấy con trâu con bò thì mình tụng riết cho nó chuyển. Thầy Thanh quyết định tụng kinh Pháp Hoa nghe, để cho mấy con mèo nó chuyển nghiệp. Mà nếu không đúng như vậy thì mai mốt quý vị nói là chùa tôi tụng kinh Pháp Hoa đêm nào cũng tụng mà mèo nó đâu có chết. Tôi tụng quá trời mà chuột nó vẫn vô còn phát hành, nó phá tùm lum thì đâu có chết đâu. Cho nên các vị nghe đồn như vậy là nói bậy hay nói đúng? Nói bậy. Tu chuyển nghiệp. Tôi tụng kinh đàng hoàng là tụng ở dưới này là tụng trên kia nữa đó. Bây giờ là tôi thấy là xiên trì chú nữa đó. Mai mốt mà quý vị trì chú nhiều mà thấy không còn con chuột con dán con mũi nào hết là đúng. Còn cứ tụng mà mũi nó vẫn cắn bình thường là biết tôi, là biết người ta nói sai hay đúng. Bậy. Nếu tụng kinh mà mấy con mũi nó chết hết là tôi mừng rồi. Nó chuyển nghiệp nó đi. Đằng này tụng kinh cho nó nghe, nghe kinh để nó siêu, đằng này nó không siêu nó tấn công nó chích. Vậy mà nói tu mấy con vật nó chết hết, tôi bậy. Nhớ cái vụ đó nghe. Nhớ cái vụ đó để nói là cái lời của Phật dạy không phải là tụng mấy con vật nó chết đâu, nói vậy là không đúng. Phải nhiệt liệt nói cho nó hợp lý. Nó hỏng câu nữa nghĩ nha, đúng gì đâu này Kunda, cái này mà học mà hiểu cái này dám chết hết luôn lắm á. Bởi vì hiểu rồi cái siêu luôn à. Này Kunda, ở đây vị đạo sư là vị chánh đẳng giác, pháp được khéo giảng và trình bày, có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Vị đệ tử trong pháp này sống không thành tựu pháp và tùy pháp, sống không theo chánh hạnh, sống không đúng tùy pháp, sống không thuận theo pháp, vị đệ tử ấy cần phải được nói. Này hiền giả, thật không lợi ích cho ngươi, thật không khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi là vị chánh đẳng giác, pháp được khéo tuyên bố trình bày, có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Nhưng ngươi trong giáo pháp này sống không thành tựu pháp, có nghĩa là giảng rồi nó quên luôn. Nó không thành tựu pháp có nghĩa là ráng giảng dạy dữ lắm luôn, nhưng mà nghe rồi trơ trơ. Vậy là có thành tựu pháp không? Không, những lời Đức Phật nói là không có thấm gì đâu, nó theo cái nghiệp của nó. Nói gì nói à, còn nó là nó thôi. Nó trơ trơ nó đó à. Chứ không phải là nó nghe rồi nó
nó thành tựu được cái pháp đó, để nó thực hành, để nó thành đạt được trong cuộc sống này. Sống không theo chánh hạnh có nghĩa là sống lười biếng giải đãi, sống hơn thua ganh tị đố kỵ lười biếng, sống không đúng tùy pháp có nghĩa là những gì mà đáng ra là mình tùy thuận giáo pháp để mình sống cho nó đúng chánh hạnh, sống cho nó được thành tựu pháp. À, này sống không tùy pháp, cứ đổ thừa tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ mà bản thân mình không cố gắng nỗ lực, sống không thuận theo pháp. Này Cung Đan, ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây pháp đáng được tán thán, ở đây vị đệ tử đáng bị quở trách. Thấy không? Pháp vị thầy dạy đúng, pháp dạy đúng mà đệ tử không chịu nghe. Nếu có ai hãy nói với điện, vị đệ tử ấy như sau: đại đức hãy thực hành đúng như pháp do vị đạo sư của đại đức trình bày và tuyên kiếp. Có ai có điều tra, ai có bị điều tra, ai có bị điều tra rồi như thực mà thi hành, tất cả đều được phước báo. Có nghĩa là người ta để ý mình, hoặc là mình bị để ý, hay là mình để ý ai để mình giúp đỡ cho họ, tất cả mọi người đều được như vậy và thực hành đúng như lời vị đạo sư giảng, thì tất cả mọi người đều có phước báo. Vì sao vậy? Này Cung Đa, pháp và luật này khéo thuyết, khéo trình bày. Quý vị thấy cái chữ khéo không? Khéo thuyết, khéo trình bày nó cũng như đó thôi à, nhưng mà khéo nói nó cũng là sự việc đó thôi, nhưng mà người ta khéo làm này cũng sự việc đó mà mình vụng về, cho nên nó sanh ra chuyện, đúng không? Quý vị hiểu thế nào? À, hiểu rồi ha. Cho nên là mình không có đổ thừa cho công việc, và tất cả mọi việc đều giống nhau, nhưng ở đây gọi là khéo thuyết, khéo trình bày là như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Giờ pháp của chúng ta là do Đức Phật tuyên thuyết, cho nên chúng ta phải khéo. Rồi bây giờ tới số 7 trang 22 phải không? Số 8, số 9, số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi còn đã đời luôn. Rồi ngày mai học ha. Chúng ta ngày mai học tiếp. Còn hôm nay chúng ta ngưng ở số 6, và ngày mai chúng ta tiếp tục nữa. Như vậy là kính thưa các thiền giả, thời gian đã trôi qua một tuần lễ thầy đi học, các thiền giả không được cùng với thầy học kinh Đại Tạng, và thầy cũng có nói là nếu mà chúng ta không cố gắng học Đại Tạng á, thì cái việc kinh Đại Tạng có phải là do bất cứ một ai đó trong cuộc đời mà có thể thành tựu được? Có nhiều người cả đời không có thành tựu được, cả đời không bao giờ đọc hết bộ Đại Tạng này, cả một đời tu hành không học. Mà chúng ta mỗi ngày chúng ta có một tiếng đồng hồ để chúng ta cùng nhau đọc và suy nghĩ những lời Phật dạy. Đây mới chính là nội dung chính thống ra, nhưng mà nó vẫn không chính thống, bởi vì tam sao hết bổn được truyền thừa lại. Nhưng theo nhận thức của chúng ta, để chúng ta nhận được rằng đây là những lời mà chư tổ được truyền thừa, gọi là tổ tổ tương truyền. Nhưng mà con người ta lại thích học cái ngọn thôi, không thích học cái gốc, thích biết qua và trái thôi, chứ không biết cái cây đã trồng ở đâu, gốc rễ là sao. Thì bữa nay chúng ta học là chúng ta học gốc rễ, và thầy tha thiết kêu gọi và khuyến khích quý vị cố gắng tranh thủ thời gian để mà đọc. Đọc nhiều chừng nào tốt chừng nãy, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, mà quý vị cứ nương vào những cái lời trong kinh này quý vị học, và thường ngồi thiền để tư duy về những lời Phật dạy mà áp dụng trong đời sống. Đó là tu. Tu là gì? Tu là học hiểu được lời Phật dạy, áp dụng vào trong cuộc sống này đầy lòng từ bi và sự hiểu biết. Chỉ có nhiêu đó thôi đó, giúp cho mình được an lạc thanh tịnh. Sự an lạc thanh tịnh đó giúp cho mình chứng đắc. Như vậy sự an lạc chứng đắc đó nó sẽ được kiểm nghiệm trong tất cả mối quan hệ của con người. Nếu tất cả chúng ta
mà thành tựu mọi thứ, thì chúng ta biết rằng sự chứng đắc của ta đã có. Vì sao vậy? Vì bên trong chúng ta không có rối, cho nên bên ngoài chẳng có cái gì làm cho ta đau khổ được. Bên trong chúng ta sáng suốt, minh mẫn, cho nên bên ngoài không có cái gì làm cho ta rối, không có cái gì chướng ngại chúng ta, không có phiền não sinh ra. Nhưng bên trong chúng ta là một khối lười biếng giải đãi với những tư tưởng bạc nhược, không phải là tư tưởng cố gắng nỗ lực vươn lên để thành tựu trong cuộc sống, mà tư tưởng chúng ta là tư tưởng bi quan yếm thế, bạc nhược, lười biếng. Thì chắc chắn trong đời này không ai giúp cho chúng ta suy nghĩ tốt được, nhận thức tốt được. Chúng ta hãy khéo dùng cái lời, khéo uyển chuyển lời của Phật để tự huấn luyện cho mình và tự giúp đỡ những người xung quanh. Những lời đó khéo tiên thiết, khéo vận dụng những lời của Như Lai, chớ có nên nói những cái gì đã quân tập thành cái nghiệp của mình. Chứ còn huynh đệ tỷ muội và tiếp xúc với mọi người xung quanh, chúng ta lại dùng những cái tập khí, những thói quen, thì điều đó nó sẽ không thích hợp cho người tu và không được tán thán. Rất mong đại chúng cố gắng nỗ lực siêng năng tập những gì Đức Phật dạy, để ngay trong đời này chúng ta có niết bàn, và cái thành quả mà chúng ta tu tập nó được tiếp nối và kéo dài trong đời sau và nhiều kiếp nữa. Rất mong đại chúng tinh tấn. Rồi, trước khi kết luận, nhắc nhở đại chúng và cùng nói theo thầy cái điều này: nếu bạn sống bằng suy nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động lợi ích, chính bạn đang xây dựng một thế giới an vui cho riêng bạn, ảnh hưởng đến mọi người. Bạn gần gũi những người tốt, có suy nghĩ tốt, lời nói an lành, việc làm lợi ích, sẽ giúp bạn thành tựu trong hiện tại và tương lai. Nếu bạn và mọi người có suy nghĩ không đúng, lời nói tổn thương và hành động không lợi ích, chính bạn đã giết Bồ Đề Tâm, người khác không phải là tấm gương làm thối Bồ Đề Tâm của bạn. Như vậy thầy đã nói hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chính mình suy nghĩ, lời nói và hành động của mình nếu năng động, nếu thành tựu được, suy nghĩ tốt, lời nói giúp cho nhau bằng tình thương và sự vươn lên trong cuộc sống, hành động của mình là hành động lợi ích, đúng quy luật nhân quả, tốt cho mình và tốt cho mọi người, thì điều đó bản thân mình đã xây dựng cho mình một thế giới thanh tịnh, an vui, và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh cũng đạt được cái thanh tịnh, an vui đó. Và nếu bạn sống với một người có tư tưởng tốt, có lời nói tốt, có hành động lợi ích, thì bạn cũng dần dần tiêm nhiễm những người đó, để những người đó trưởng dưỡng hạt giống Bồ Đề của bạn, giúp cho bạn thành tựu trong cuộc sống. Ngược lại, nếu bản thân bạn hay là những người xung quanh bạn có suy nghĩ không đúng, có lời nói tổn thương nhau, có hành động không đem đến lợi ích, thì chính bạn đã giết chết mình rồi, đã làm tổn thương mình rồi, lại làm tổn thương những người xung quanh. Nếu bạn sống gần những người như vậy thì bạn chỉ đánh mất hạt giống Bồ Đề của mình thôi, bạn tự giết chết tương lai của mình. Nhưng mà sư phụ không hiểu như thế nào. Đại chúng ở đây, trong lúc mọi việc sư phụ cố gắng học, cố gắng làm việc, khuyên đại chúng hãy thương nhau. Vì bản thân chúng ta đi tu
chúng ta phải giúp đỡ cho người khác có hạt giống Bồ Đề để cho người ta tu. Tất cả những lời nói sư phụ khuyên đại chúng hãy cố gắng sắp tấn lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau. Những việc làm chúng ta làm cho nhân quả của chính mình, chứ không phải ta làm cho ai hết. Cho nên sư phụ lo làm việc của sư phụ, đệ tử lo làm việc của đệ tử. Có phải những gì sư phụ vừa nói, có ai có ý kiến nào là nói không đúng như vậy không? Có ai ý kiến là không nói không đúng không? Nó đúng như vậy. Nhưng cớ sao có nhiều người thì lại tự mình giả đái, tự đi nói những lời tổn thương người khác, làm cho mọi người mâu thuẫn lắm nha, khích bác nha, kích hoạt nha. Vậy thì trong suy nghĩ của chúng ta đúng hay sai? Mà suy nghĩ sai thì làm sao về làm việc Phật sự được chứ? Làm sao tu được? Nghĩa là hành động của mình phải là hành động lễ, vì mình làm cho mình chứ mình không làm cho ai. Còn ai làm gì thì kệ họ chứ. Tất cả mọi người đều quyền làm, miễn điều gì đem lại lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người. Đua nhau mà làm, vì việc làm đó đâu có ai cho ai đâu. Ta làm cho nhân quả của mình mà. Vậy thì không có nói là tại sao thầy làm cái này, tại sao cô làm cái kia, tại sao cô không làm cái này, tại sao cô không làm cái kia. Nhưng tất cả mọi người tự ý thức trong cái việc của mình. Tất cả chúng ta đều ý thức trong việc của mình thì đâu có ai nói với ai. Mà chúng ta không được quyền tổn thương nhau. Hãy nói cái lời lợi ích cho nhau, chứ không được quyền tổn thương. Còn cái người này người ta không làm được việc này thì ta làm việc kia, tùy theo khả năng của họ. Điều quan trọng nhất là chúng ta đừng bao giờ có một tư tưởng tổn thương người khác, làm cho người khác bị đau khổ. Tại sao chúng ta không giúp được họ mà chúng ta làm cho họ đau khổ? Nếu lời nói không đem lợi ích cho mọi người, thà đừng nói, thà đừng thốt ra cửa miệng của mình. Vì vậy cho nên nếu chúng ta không giúp được họ thì chúng ta cũng đừng làm tổn thương họ. Đại chúng hiểu ý này không nè? Rồi, cảm ơn đại chúng. Xin đại chúng chúng ta hưởng. Nguyện đem công đức này